Xin chào đón quý vị và khán giả đến với buổi tường thuật lại trận đấu sau vòng đấu. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Brotherhood VN và Boss United trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ tư giải thi đấu Vietnam FIFA Pro Club do FIFA Việt Nam tổ chức. Trận đấu chúng ta sắp theo dõi sau đây sẽ là trận đấu lượt đi giữa hai câu lạc bộ và sẽ được tính là trận sân nhà cho câu lạc bộ Brotherhood VN. Họ cũng đồng thời là đội được giao bóng trong hiệp 1 này. Trận đấu đã được bắt đầu. BVN ra quân với trang phục màu đỏ và bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình các bạn. Câu lạc bộ đội khách Boss United sẽ ra quân với bộ trang phục màu xanh tím than và bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Ở lượt thi đấu sớm của vòng thi đấu thứ tư, câu lạc bộ VN Fren đã đánh bại câu lạc bộ VN Darkness với tỷ số 4-2 và qua đó giành được số điểm tuyệt đối là 9 điểm sau 3 vòng đấu. Câu lạc bộ VN Darkness sau khi để thua trước VN Fren, họ chỉ có được 3 điểm trong tay sau khi đã thi đấu được 3 lượt trận và vẫn tiếp tục ngụp lặn với vị trí bét bảng. Cú sút rất hay của câu lạc bộ BVN, tuy nhiên bóng đã đập trúng cột dọc ra ngoài. Last Tiger. Bước vào trận đấu này thì câu lạc bộ BVN đang trắng tay, họ chưa có được một điểm nào sau tổng cộng 3 vòng đấu và hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng. Ở bên phía còn lại, câu lạc bộ Boss United đang có một kết quả có thể gọi là một chút khả quan hơn khi họ có được 3 điểm và đứng ngay trên BVN. Ở lần ra sân ngày hôm nay thì cả hai câu lạc bộ đều có trong tay những cầu thủ tốt nhất của mình. Cuộc đọ sức giữa hai đội cũng vì thế sẽ rất cân bằng và còn nhiều điều để trông đợi ở phía trước. Tình huống ném biên cho các cầu thủ Boss United. Các cầu thủ BVN đang áp sát khá đông. Doãn Chí Bình là người đã tung ra đường đổi cánh. Florenzi đã chọc vào cho Tau Dê, tuy nhiên trọng tài cho rằng đó là một tình huống việt vị. Vidic là người sẽ phát bóng lên cho BVN. Tình huống chuyển sang bên phía cánh trái cho Draki của Vidic. Doãn Chí Bình là người đã đánh đầu phá bóng ra hết đường biên dọc và chịu được quả phạt góc. Câu lạc bộ BVN có trong tay rất nhiều cầu thủ có thể hình cao to và khả năng không chiến mạnh. Và cũng vì vậy các tình huống ở hai biên của họ tỏ ra hết sức nguy hiểm. Cú treo bóng vào. Tiền đạo vừa nhảy lên đánh đầu là Minotaur, tuy nhiên bóng đã không đi được trúng cầu môn bên phía Boss United. Một quả phát bóng lên cho đội khách. Mặc dù trận đấu chỉ mới bước sang những phút đầu tiên, tuy nhiên hai câu lạc bộ đang cho thấy một thế trận tương đối cởi mở. Tao Dê đã bị Mino cướp được bóng. Đã có tình huống phạm lỗi của Tao Dê với Mino. Ngay sau khi để mất bóng thì Tao Dê đã ngay lập tức tìm cách cướp lại. Tuy nhiên pha vào bóng của anh có phần hơi ác ý. Thi Sơn. Hương. Không biết là Hương hay Hường hay là Hướng, Hưỡng, Hượng. Những phút đầu tiên đã trôi qua mà chưa có được tình huống rõ rệt nào bên phía câu lạc bộ Boss United. Bóng vẫn chưa một lần đưa vào được trong vòng cấm địa của câu lạc bộ chủ nhà. Florenzi đột phá bên phía cánh phải. Tuy nhiên Romagnoli đã chọn được điểm rơi của bóng. Và như vậy là bóng đã được đưa vào lưới của câu lạc bộ BVN. Không có tình huống lỗi cũng như việt vị. Cầu thủ đã tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành vừa rồi là Florenzi, tiền vệ bên phía cánh phải của Boss United. Một cú sút có phần hơi kỳ quái, bóng đã suýt chút nữa không đi vào được đúng khung thành. BVN đang tỏ ra lúng túng. Ở ngay tình huống giao bóng sau bàn thua, họ thậm chí đã để Boss United áp sát. Tào Dê bên cánh phải lại là Florenzi, tuy nhiên bóng đã không đưa sang bên phía của anh. Vidic có đường đưa bóng lên cho tiền đạo. Thể hình cao to của Manotau được tận dụng tối đa. Rocky vẫn theo kịp bóng. Bóng vẫn nằm trong sân và chưa có tình huống ném phạt góc. Vì vậy thì đã có tình huống thổi phạt rồi. Tao Dê là người đã phạm lỗi với Rocky. Saitama sẽ là người đưa bóng vào trong. Rất hay. Một cú đánh đầu lập bập bóng. Tuy nhiên bóng đã không tìm được đúng vào góc xa khung thành của thủ môn bên phía Boss United. Bex. Tao Dê đã chuyển về cánh phải cho Suri. Lại là Florenzi. Florenzi đang tìm đến được Tao Dê rồi. Tao Dê đã lao sang cánh phải để chắm chỗ.
Trọng tài vừa cho hưởng phép lợi thế, tuy vậy thì bóng đã rơi vào tầm kiểm soát của các cầu thủ BVN. Và như vậy sẽ có một cú đá phạt từ bên phía cánh phải cho Boss United. Có khá đông các cầu thủ BVN đang tập trung bên phần sân nhà để bảo vệ. Cú đánh đầu là của Akiti, tuy nhiên Florenzi, xin lỗi các bạn, Romac Nori đã có mặt kịp thời. Giao thông à, Esther bóc chim tê, bóc chim tê vừa truyền cho Bách. Nếu như ghép tên của hai cầu thủ hai phía lại, chúng ta sẽ có một cái tên là giao thông à bóp chim tê. Không rõ là cái tên này có ý nghĩa gì. Người đứng trước bóng trong tình huống này đã được chuyển sang cho Bách. Một cú đá phạt với góc sút rất hẹp. Có lẽ đây sẽ là một tình huống treo bóng và cho tiền đạo nhiều hơn là một cú sút phạt trực tiếp. Đúng là một cú treo bóng. Cầu thủ Hương vừa tìm cách ngả bàn thơ, hết sức bất hiếu. Có điều tổ tiên của anh đã không cho phép điều ấy xảy ra. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Raki Saitama, bóng chuyển vào giữa. Saitama vẫn là các cầu thủ BVN. Last Tiger, Tester và Last Tiger phối hợp với nhau. Không được rồi. Phi Sơn, cú tạt của Phi Sơn là có ý đồ. Tuy nhiên Higueta đã lao ra phán đoán rất chính xác vị trí. Không có được cú đánh đầu nào cho BVN. Khu trung lộ giữa hai đội đang được giằng co tương đối quyết liệt. Và trong trường hợp này thì có lẽ là những tình huống nguy hiểm sẽ được dồn sang hai biên nhiều hơn. Dexter là người thực hiện tình huống ném bóng vào. Phi Sơn đã bị o lấy mất bóng. Akiti đã chuyền sai rồi. Vidic đã từ dưới lao lên và cắt được đường chuyền của Akiti. Suri để mất bóng rất nguy hiểm. Nhưng khó có thể trách được hậu vệ bên phía Boss United. Tình huống ngay khi anh có bóng, anh đã bị đến hai cái bóng áo đỏ áp sát. Mino. BVN đang tấn công rất mạnh. Florenzi đã nhả về cho Tao Dê. Như vậy là đã có lỗi. Trọng tài thổi phạt cũng là lý do tại sao vừa rồi Akiti có tình huống bỏ bóng khi mà bóng đang ở ngay trong tầm kiểm soát của anh. Mino. Tao Dê đã cướp được bóng của giao thông à. Một cái tên hết sức gợi đòn bên phía BVN. Thủ môn Đăng Seri đã tìm cách đấm ra, tuy nhiên tình huống này của anh không an toàn chút nào. Akiti suýt chút nữa đã có được cơ hội để nhân đôi cách biệt cho Boss United. Thủ môn Đăng Seri bên phía BVN vừa cho mọi người thấy quê gốc của anh là ở xóm Liều. Pha cản phá suýt chút nữa đã trở thành một lỗi lầm của hàng thủ BVN. Khoảng trống, Đoàn Chí Bình là người đã cản được cú sút từ xa. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa là kết thúc hiệp 1 và tỷ số đang là 1-0 cho Boss United. Giao thông à. Giao thông truyền cho Last Tiger. Đã có lỗi bên phía câu lạc bộ BVN. Tình huống tranh chấp bóng giữa Doãn Chí Bình và tiền đạo của BVN đã khiến cho trọng tài căng cờ. Thời gian thi đấu bù giờ là 4 phút và BVN vẫn còn đủ cơ hội để san bằng tỷ số trước khi hiệp 2 được bắt đầu. Phi Sơn, cánh là Last Tiger chạy rất thoáng. Tuy nhiên tình huống xử lý cuối cùng của anh lại tỏ ra không hợp lý. Thay vì một đường căng ngang và cho tiền đạo cao to thì Last Tiger lại tìm cách sử dụng kỹ thuật cá nhân để qua người. Có vẻ như cầu thủ này vẫn còn canh cánh nỗi lòng muốn được khôi phục lại môn võ túy quyền. Không được, tình huống dứt điểm của BVN đã đưa bóng đi chệch cột dọc. Và đồng thời trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội khách Boss United. Hai đội đã có một hiệp thi đấu tương đối cởi mở. Tuy nhiên thì chỉ có một bàn thắng được ghi cho phía đội khách. BVN đã có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng họ lại không tỏ ra may mắn trong việc tận dụng những pha bóng này. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến chính trong hiệp 2 và liệu rằng BVN, đội chủ nhà của ngày hôm nay, có thể lật ngược thế cờ và giành chiến thắng không. Họ đang là đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng
Và việc tiếp tục để xảy ra một thất bại nữa trên sân nhà là một điều rất khó chấp nhận. Hiệp 2 của trận đấu vừa được bắt đầu. Lần này thì Boston United sẽ là đội bảo vệ phần sân bên phía tay trái và họ cũng đồng thời là người giao bóng. Cú đưa bóng lên của Florenzi. Tàu làm mất bóng. Tuy nhiên đồng đội của Tàu đã lấy lại bóng. Bách. Rất đông các cầu thủ BVN tập trung bên phần sân nhà để bảo vệ. Khả năng đá áp sát và pressing của họ là tương đối tốt. Bất kỳ khu vực nào bóng luân chuyển cũng có thể thấy được rất nhiều bóng áo đỏ đang vây xung quanh. Vidic. Akiti là người đã tung ra cú chuyền bóng chính xác để cướp được đường bóng của Vidic. Chạy vào bên trong. Tuy nhiên tiền đạo đá cặp cùng Akiti đã không thể hiểu ý của anh. Bách. Bách lại tiếp tục làm mất bóng một cách khó hiểu. Phi Sơn. Bên trái có lẽ là Phi Hành. Messip là người đã cắt được đường bóng của Phi Sơn. Florenzi trồng cánh. Như vậy không phải là tình huống trồng cánh của Boston United rồi. Cú trao bóng vào của Florenzi lại đưa bóng xoáy ra ngoài và không thực sự tạo thành một tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên bên phía cánh trái của Boston United vẫn được khai thác. Không rõ là bóp chim tê hay là bóp chim tè. Một quả phạt góc bên phía trái cho Boston United. Tiền đạo Manotau của BVN đã về đến tận vòng cấm địa của ngôi nhà để bảo vệ. Một cầu thủ có thể hình cao to như anh thì việc phá những tình huống bóng bổng không phải là quá khó khăn. Vẫn không có tình huống nguy hiểm nào cho Boston United. Tiền đạo của họ đã không chạm được vào bóng. Và như vậy là BVN sẽ được hưởng một quả ném biên. Saitama, Boston United đang chủ động đưa các cầu thủ dồn về. Thay vì trào lên để gây sức ép. Chỉ có khoảng 4 cầu thủ của họ thường trực nằm trong phạm vi phần sân của BVN. Trong khi con số này bên phía BVN nhiều hơn rất nhiều. Có lẽ Boston United cũng chủ trương chơi phòng ngự phản công. Thay vì tìm cách giành quyền kiểm soát và đá dồn dập. Lối đá dồn dập cần có một hàng tiền vệ cơ bắp và rất linh động. Nhưng điều này hiện tại vẫn chưa thể hiện được bên phía các cầu thủ Boston United. Giao thông. Saitama ở bên trái. Tàu dề đã cắt được đường bóng của tay Saitama. Cú chọc lên cho tiền đạo của Boston United là tương đối vội vàng. Tàu dề. Bên phía cánh trái đang khá thoáng. Bóp chim tế. Cánh trái đang được khai thác rất tiết tế. Nhưng đường đưa bóng vào đã gặp phải sự truy cản của hậu vệ bên phía BVN. Một tình huống phạt góc sẽ là hệ quả của pha bóng vừa rồi. 9 cái bóng áo đỏ và chỉ có 3 bóng áo xanh trong vòng cấm. Các cầu thủ Boston United đã chủ động đứng ngoài vòng cấm để chờ bóng bật ra thay vì tìm cách lao vào trong để gây sức ép trên vòng cấm địa của đối bạn. Bóng được đưa vào trong. Romagnoli là người đã cản phá. Giao thông. Giao thông vừa có một đường chuyền rất đẹp cho bóp chim tệ. Cho đến thời điểm hiện tại thì các tình huống tấn công của Boston United vẫn tụ tập ở hai cánh nhiều hơn là vào trung lộ. Lối chơi của họ chủ trương là đánh biên thay vì tấn công vỗ mặt. Phi Sơn xử lý bóng khá kỹ thuật. Doãn Chí Bình đã cho thấy được lợi thế về thể hình của mình trong tình huống tranh chấp bóng bổng vừa rồi. Bách đã qua người khá khéo. Lần này thì bóp chim tệ đã bị bóp chim rồi. Romac Lully. Rocky không giành được chiến thắng trong pha tranh chấp. Tuy nhiên Tàu Dê lại tiếp tục cho thấy sự vội vàng và vô lý của mình trong những tình huống chọc lên cho tiền đạo. Dexter. Chỉ còn 15 phút nữa để BVN thay đổi cục diện trận đấu. Phi Sơn xử lý bóng. Phi Sơn đã qua được người truy cản của mình bên phía tay trái. Tuy nhiên Doãn Chí Bình là cầu thủ đã ngăn cản anh tiếp tục đưa bóng vào trong khu vực của thủ môn. Một tình huống đá phạt góc cho BVN. Khá đông các cầu thủ áo xanh tím than đã đứng chắn trước khung thành của thủ môn
thì Guetta. Tình huống bắt volley khá là đẹp mắt nhưng lại không hiệu quả. Florenzi đã đánh ưu nhả về cho Beck. Vẫn là Florenzi, tình huống bật tường giữa Beck và Florenzi. Tuy nhiên cú xoạc bóng là chính xác và đã ngăn cản được một pha phản công của Boston United. Thì Sơn, ngay trên anh là Minotaur. Thì Sơn đã tìm cách bấm bóng vào trong để gây bất ngờ. Vẫn chưa thể tìm ra được giải pháp tiếp cận được khung thành của thủ môn bên phía Boston United. VVN đang cho thấy sự sốt ruột và bế tắc của họ. Giao thông đã bị Akiti giao thông lại. Tàu dề truyền cho Florenzi, bật nhả tuyến giữa. Bách có thể sẽ dắt bóng sang cánh phải. Giao thông đã cướp được bóng của Bách. Mino quá nhanh rồi, Messi đã đọc được tình huống vừa rồi và lao lên cắt bóng kịp thời. Một tình huống có phần hơi cầu thả của Boston United, xin lỗi của BVN. Suri đã đánh đầu thành công. Bách đang là người có bóng bên phía Boston United. Bóng vẫn trong tình trạng giằng co nơi tuyến giữa nhiều hơn là dồn ép về phía đội khách. BVN mặc dù rất muốn có được 3 điểm, tuy vậy những gì họ thể hiện được đến thời điểm hiện tại là khá mờ nhạt. Không có được những tình huống ban bật cũng như những cú tạt với độ chính xác cao và cho tiền đạo của các tiền vệ hộ công bên phía BVN. Các pha bóng của họ mang nhiều tốc độ nhưng lại thiếu sự chuẩn xác. Tàu dê, Saitama, Rocky vừa có một cú xẻ nách sang cho Last Tiger. Lại là một tình huống duy trì túy quyền của Last Tiger. Nhưng lần này thì bóng đã đi vào được khung thành của Boston United. Tưởng như vừa rồi là một pha lắc đảo không thành công của Last Tiger. Chỉ có điều hậu vệ truy cản anh đã không thực sự quyết liệt và để cho anh vượt qua. Một đường đưa bóng vào trong trạng thái rất trống vắng. Một tình huống kèm người rất khó hiểu của hàng phòng ngự Boston United. Họ để cho tiền đạo Takashi gần như đứng chống trải đơn độc của mình. Và việc dứt điểm vào một khung thành chỉ còn có thủ môn là không khó khăn. Phút thi đấu cuối cùng của trận lượt đi. Và tỷ số lúc này đã được quân bình là 1-1. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc lượt đi giữa hai câu lạc bộ BVN và Boston United. Kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Như vậy là sau khi kết thúc trận đấu này thì câu lạc bộ Boston United đã có được một chút lợi thế về việc ghi bàn trên sân khách. Chúng ta hãy chờ xem ở trận lượt về liệu họ có thể phát huy tiếp được lợi thế này hay để cho câu lạc bộ VVN vùng lên và giành được 3 điểm quý giá.